chào tất cả các anh chị đang theo dõi video giới thiệu sản phẩm của đồ gỗ Hạo Kính. Em xin giới thiệu, em là Thùy. Và hôm nay thì rất là vinh hạnh khi được giới thiệu đến tất cả quý anh chị em về một siêu phẩm được làm trên chất liệu gỗ lô hương. Tác phẩm này đó là tác phẩm Nhân Long Bảo Châu, được thợ bên em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay. Và đặc biệt thì tác phẩm này có kích thước khá là lớn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị em mình cùng bên em thưởng thức chi tiết tác phẩm này nhé. Tác phẩm này của em thì sau khi hoàn thiện xong thì hiện tại là còn có chiều cao là 1m22, chiều ngang là 78 và chiều sâu của sản phẩm là 36. Và nhắc đến lô hương thì chắc hẳn là những anh chị em hoặc là mình đam mê gỗ này hoặc là muốn sưu tầm những sản phẩm lô hương thì không thể bỏ lỡ qua cái video này, đặc biệt là những anh chị em hoặc là mình tuổi thìn nhá. Và ngày hôm nay thì bên em muốn mang đến các anh chị em mình cùng thưởng lãm đó là một tác phẩm Nhân Long Bảo Châu, được thợ bên em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay bởi những đôi bàn tay vô cùng là khéo léo của những người nghệ nhân tốt một làng nghề. Và như các anh chị em nhà mình cũng đã biết thì trong vô vàn các tác phẩm con sống thì linh vật rồng là một linh vật mà không phải ai cũng chế tác được, mà phải kén người kén thợ và đặc biệt là những người phải có tính tỉ mỉ rất là cao. Và như các anh chị em nhà mình thấy đây, với một cái sản phẩm Nhất Long mà được thợ bên em đục tỉa rất là kỹ đây, từ diện mặt này, từ những cái phần sừng gai nhá, được thợ làm rất là khéo léo, gót nhọn và trên cái phần sừng này đây thì được thợ bên em châm sần với những cái đường gai thì vô cùng là nhỏ các bác nhà mình nhá, thì tạo ra một cái tác phẩm rất là thần thái ạ. Và đặc biệt hơn thì các anh chị em nhà mình thấy đó là thân hình của chú rồng đây, được thợ làm uốn lượn rất là mềm mại và bao phủ xung quanh đó là những cái viên ngọc, được có bao phủ bởi những cái đường hoa lưu vô cùng là đẹp nhá. Và những cái đường hoa lưu này thì các anh chị em nhà mình thấy là đó là đều là những cái đường hoa lưu cám, cái dòng lưu cám rất là nhỏ các bác nhà mình thấy đây, những cái phần lưu đẹp gai đen đen dày di díp luôn các chị em nhà mình nhá. Và xung quanh cái phần lưu này thì còn bao phủ đó là những cái gợn sóng này hay là những cái vòng lửa thì tạo lên cho một cái tác phẩm rất là hài hòa và độc đáo ạ. Và với những cái sản phẩm Nhất Long này thì các chị em nhà mình có thể là bài trí ở không gian phòng khách, phòng làm việc này, thì các bác nhà mình cũng có thể là mua những cái sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho những người đứng đầu các cơ quan đoàn thể. Và các chị em thì mình thấy là không chỉ là một cái tác phẩm giàu mang tính nghệ thuật mà trong đó thì nó còn mang tính phong thủy rất là cao. Khi các bác nhà mình trưng những cái tác phẩm Nhân Long này trong không gian nhà mình thì có một ý nghĩa là được chấn trạch trừ tà, bảo vệ cho gia chủ và cũng như là mang lại vận may cho gia chủ và người sở hữu các bác nhà mình nhé. Và trong ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả các chị em nhà mình một siêu phẩm lô hương rồi. Nếu mà các bác nhà mình quan tâm đến sản phẩm này thì các chị em mình hãy nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo